hôm nay thì tụi mình sẽ tâm sự với nhau một chút về vấn đề là nếu ôn môn năng khiếu trễ thì liệu có kịp hay không. Thì nói chung là mình nghĩ là ôn năng khiếu muộn hơn bao giờ là việc nên làm hết, tại vì nó cực kỳ là rủi ro á. Môn vẽ không phải là thứ mà tụi mình có thể ngày một ngày hai mà vẽ đẹp lên được nếu mà không có năng khiếu thiên bẩm. Thường thì nên học vẽ bài bản từ người có kinh nghiệm hoặc ở các studio từ 1 năm trở lên thì mới có thể tạm chắc kiến thức được. Nhưng mà nếu mà bạn thấy phát hiện ra ngành này muộn, giờ chỉ còn vài tháng mà bạn mới có ý định muốn theo đuổi nó thì phải làm sao đây? Thì biết sao giờ, kiểu mình cứ thử thử thôi. Nếu mà bạn thấy cực kỳ yêu nó và đây mới thật sự là cái nơi mà dành cho bạn thì cứ đến liều một lần thử coi, cũng xứng đáng mà. Tại vì còn hơn là mình đi học cái ngành khác mà bản thân không có chút hứng thú, nó không phù hợp với bản thân á, xong lại phải bỏ ngành kiểu như mình đã từng nè. Ôi đau khổ lắm mọi người ơi. Nên là nhất là mấy đứa mà có máu nghệ thuật như tụi mình á, nên mình nói thiệt thì trường mình á, nó không có thiếu người mà đậu vào, mà chỉ ôn trong vài tháng nên là nó cũng có khả năng đậu đó. Các bạn đừng từ bỏ hy vọng quá sớm. Nhưng mà đương nhiên đó là một cái sự đánh đổi rất là lớn, tại vì tụi mình phải bỏ rất là nhiều thứ khác để tập trung hoàn toàn cho cái việc ôn vẽ. Cái thời gian, tại vì cái thời gian vẽ của tụi mình nó ít ít hơn người ta quá nhiều mà. Này đã không có nhiều thời gian rồi thì bây giờ cái cách học của tụi mình phải là một cách học tối ưu nhất có thể. Như mình đã nói thì không chỉ chăm chăm vẽ mà việc suy nghĩ và hiểu thứ mình vẽ là gì nó rất là quan trọng. Vấn đề về cách học làm sao cho đúng á thì mình có đề cập ở clip khác rồi, cho nên là bạn có thể tìm để xem nha. Còn đương nhiên thì đây là một cuộc đánh cược vì thời gian học vẽ của các bạn không có nhiều bằng người khác mà, nên là phải cố gắng gấp nhiều lần người ta luôn á. Bạn có thể dự trù vài phương án phòng dự phòng lỡ như có không được may mắn như lắm. Bạn có thể nộp hồ sơ vào trường tư, cũng có những trường như Văn Lang chẳng hạn này, thì đầu vào nó dễ hơn những trường công, nhưng mà mình thấy cái chất lượng học bên đó nó ổn lắm á, nó rất là tốt, nó rất là năng động. Hoặc là bạn chỉ muốn vào trường này thôi mà lỡ như không may mắn từ lần đầu tiên thì chúng ta cũng có thể dành thời gian gap 1 năm để ôn đầy đủ cho kiến thức nè. Ý là kiểu mình không có phải nói xui nói rủi đâu, nhưng mà tại vì ở cái ngành tụi mình á, thì cái chuyện này nó cũng giống như là một cái chuyện bình thường. Mấy bạn không cần phải kiểu lo lắng hay là ngại cái chuyện này quá, tại vì chung một lớp tụi mình nha là có rất là nhiều độ tuổi luôn, kiểu đây là chuyện nó bình thường lắm. Dù gì á, thì bỏ ra 1 năm để học cho chắc cũng như bạn vẫn hơn và để vào trường mà không bị vấp ngã, không bị sốc kiến thức luôn nè. Nên là dù thế nào thì nó cũng có giá trị của nó hết á. Nên là nói chung chốt lại là tại sao tụi mình không cố hết sức thử một lần thử coi, biết đâu thành công thì sao, đúng không nè. Có thử còn hơn là không làm xong không được cái gì hết trơn. Thì thời lượng của mình tới đây cũng kết thúc rồi, nên là chúc các bạn sẽ có một kỳ thi thật là tốt đẹp và chúc các bạn nhiều may mắn. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau, bye bye. Gen Z đang gặp khó ở đâu, lăn tăn điều gì? Hãy dõi theo series video Thủ khoa tiếp sức Gen Z trên báo Thanh Niên và các thủ khoa sẽ gỡ rối cho các bạn. Trong series video này, 10 thủ khoa của các trường đại học sẽ đồng hành cùng thí sinh. Họ chia sẻ tất cả các thủ thuật, mẹo và bí quyết đã giúp họ chiến thắng được kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Chương trình do báo Thanh Niên thực hiện với nỗ lực nối lại những điểm giao tương đồng của suy nghĩ, trăn trở, khát vọng và ước mơ của các thế hệ thí sinh. Hãy dõi theo Thủ khoa tiếp sức Gen Z để có thêm hành trang trước bước ngoặt của tuổi trẻ. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.